Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận một token room trị giá là 439 đô các bạn. Thì chương trình airdrop này nó chỉ random cho 1000 winner may mắn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click có một cái tài khoản trên trang coinmarketcap.com các bạn. Sau đó các bạn login vào sự kiện này các bạn. Thì hiện tại dự án này còn 2 ngày nữa kết thúc nữa các bạn. Sau khi các bạn login vào sự kiện thì đây thì có hai cái tách, thì mình khuyên các bạn nên làm theo mình các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn kiểm tra trò chơi nó, thì các bạn copy cái link sàn room của nó đó các bạn. Các bạn dán vào trình duyệt chiếc chocolate các bạn. Rồi các bạn chọn cho một đáp nè. Các bạn dán vào rồi các bạn. Thay vì mình join vào ai góp cũng được, nhưng mình làm cho nó đủ điều kiện luôn các bạn. Rồi sau khi các bạn vào thì bạn có nét dí để mình trải nghiệm cái dự án của nó các bạn. Các bạn cứ nói với chocolate cho mạng BNB sẽ mang trên các bạn. Đây thì swap. Mình có nét lại các bạn. Này như mình trải nghiệm trò chơi cái này, trò chơi của nó các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt đắp lên đi các bạn. Để mình kết nối, chủ yếu là mình kết nối với mình thôi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn thêm gom vào danh sách của MarketCap nữa. Rồi các bạn bấm vào After Wallet nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên đi các bạn. Sau đó các bạn theo dõi tờ Twitter chính thức của nó nè. Rồi trên tờ Twitter nó thì bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục thì các bạn theo dõi tờ Twitter nó và copy hashtag này và tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Rồi chỗ chỗ này các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho bạn viết ra game nè các bạn. Các bạn dán hashtag ra và tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tờ tweet lên nè. Sau đó bạn bắt đắp lên nè các bạn. Đăng ký bản tin. Rồi bạn nhập vào đây luôn các bạn. Rồi bạn bắt đắp đi các bạn. Khỏi đi. Tiếp tục các bạn theo dõi minimum này bỏ qua nè. Theo dõi Facebook nữa. Rồi trên Facebook của nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bấm thích nè các bạn. Các bạn chạy xíu mà. Rồi dọt xuống đây thì lướt xuống đây các bạn like nè các bạn. Các bạn chia sẻ công khai luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi sau đó thì bạn bấm vào zone này drop nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn bấm after wallet lên nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn theo dõi trên trang của MarketCap của nó nè. Mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn theo dõi Facebook của MarketCap nè. Rồi các bạn thích nha các bạn. Xuống đây các bạn chia sẻ công khai luôn nè. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn theo dõi Facebook của nó nè. Mình đã thích theo dõi rồi. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn tham gia kênh Telegram của nó nè các bạn. Các bạn hoàn thành tất cả các tách nha các bạn. Để đủ được, để cho mình đủ điều kiện nha các bạn. Rồi các bạn xôn xào nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên chiếc chocolate của các bạn nè. Các bạn sao chép địa chỉ với BNB mình nè. Các bạn dán vào đây nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nè. Dòng thứ ba thì các bạn điền lại username Facebook của tất cả các bạn nè. Đây gì?
Rồi, dòng thứ tư thì các bạn điền là username Telegram cho các bạn nè. Thì các bạn mở Telegram của các bạn nha. Bạn nào không biết lấy username Telegram Facebook thì các bạn lên Google nha các bạn. Rồi các bạn vào setting. Copy username Facebook mình nè các bạn. Đây Telegram mình chứ, mình dán vô đây nè. Để mình kiểm tra mình đã xong chưa. Rồi, sau đó thì các bạn mở ra, bấm mở ra nè các bạn. Rồi các bạn bấm tham gia rớt nè các bạn. Rồi như vậy là xong nha các bạn, vì dự án này nhận top càng khá là cao lên, mình làm kiểm tra kỹ nữa các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.